Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lào Cai lần thứ 9 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tại thành phố Lào Cai, với sự tham gia của hơn 2.300 cán bộ, vận động viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ thi đấu 13 môn, cấp tiểu học thi đấu 7 môn. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 25 tháng 11 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh. Lễ bế mạc tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào 14 giờ ngày 2 tháng 12. Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao của học sinh trong toàn tỉnh nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện, đồng thời đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các trường phổ thông, phát hiện những năng khiếu và tài năng thể thao để thành lập các đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực và toàn quốc. Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản tổ chức xong Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện. Khối các trường trung học phổ thông cũng tích cực tập luyện để sẵn sàng tham gia hội khỏe.